Thưa thanh tra, hồi Xích Đa của tôi còn nhỏ, nó có bị ngã khi mà đang chơi đùa. Nó có một vết khâu ở phía sau tay. Xin hãy để tôi kiểm tra xem. Tôi muốn kiểm tra vết thương ở đó có còn không. Chúng ta vào phòng cô và kết hôn luôn đi. Và sau đó... Sanam, tôi thật sự rất vui vì em đã chấp nhận lời đề nghị của tôi đó. Đúng là kỳ lạ. Nếu tôi không phải lòng em, tôi đã yêu em ngay từ ngày đầu tiên gặp em rồi. Tôi thậm chí còn nói với Rodney rằng thật khó để coi một người phụ nữ quyến rũ như em là kẻ thù. Tôi đã muốn kể cho em nghe tất cả mọi chuyện ngay từ ngày đầu tiên, tất cả mọi chuyện. Nhưng mà tôi không thể vì tôi đang bị trói buộc. Và tôi đã hứa, cho nên tôi phải giữ lời hứa. Nhưng người mà tôi đã hứa lại không hề tôn trọng tôi một chút nào. Cô ta không chỉ xúc phạm tôi mà còn tát tôi trước mặt tất cả mọi người nữa. Tôi đã giả vờ như là không sao cả. Nhưng mà Sanam, khi người ta động đến lòng tự trọng của tôi thì tôi sẽ không thể nào thỏa hiệp. Tôi đã làm rất nhiều việc cho Jody và mẹ của cô ta. Tôi cũng phải bỏ việc cũng như là bỏ rơi mẹ tôi. Tôi thậm chí còn phải thay đổi danh tính. Nhưng mà họ vẫn không hề tôn trọng tôi sau tất cả mọi chuyện. Sau khi họ xúc phạm tôi quyết định sẽ dạy cho Jody và đi một bài học. Và Sanam, một khi tôi có được sự ủng hộ của em rồi, tôi sẽ hoàn toàn hủy hoại họ. Kể cả Siddharth Khurana có trở về từ cõi chết thì anh ta cũng chẳng thể nhận ra họ đâu. Tôi sẽ không thể nói với em rằng tôi khao khát được ở bên em đến mức nào. Tôi luôn cầu xin thần linh đó rằng tôi sẽ sớm được em hỗ trợ để chúng ta có thể cho họ thấy vị trí của họ là đâu. Ngay bây giờ, chúng ta có chung một kẻ thù, bởi vì chúng ta đều bị phản bội bởi cùng một người. Cho nên cả hai chúng ta đều ngồi chung một con thuyền. Vì hoàn cảnh của chúng ta giống nhau, mục tiêu của chúng ta giống nhau, và chúng ta sẽ cùng chiến đấu chung một kẻ thù. Nên hãy cùng nhau tận hưởng hành trình này. Hãy tận hưởng theo cách riêng của chúng ta. Và phải có chút lãng mạn, và phải nhảy múa chứ. Thôi nào, tôi cũng sẽ dành thời gian trò chuyện với em. Và tôi hứa với em rằng chừng nào tôi còn sống thì Siddharth Khurana sẽ không thể nào quay trở về. Tôi hứa với em điều đó. Tôi sẽ khiến cho Siddharth Khurana hối hận. Và Sanam à, kể cả khi tôi phải hứa hẹn với kẻ thù thì tôi cũng phải đảm bảo tôi sẽ thực hiện lời hứa đó. Mình không thể nào tin được Xích Đa, nhưng mà ít nhất mình tìm thấy người giống hệt anh ấy. Mình đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi. em đã thay đổi cuộc đời tôi, Sanam. Ngày mai chúng ta sẽ cho mọi người biết về việc hợp tác của hai chúng ta. Em cần phải về trước đây. Ôi, tôi thấy tội lỗi khi làm chuyện này quá. Tôi muốn kể hết cho Rodney ngay bây giờ. Vậy thì cứ làm đi, Pito. Tôi phải làm sao đây chứ? Sao tôi có thể nói được? Cậu không biết được đâu. Nếu tôi lôi Rodney vào trò chơi này thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không thể để cô ấy mạo hiểm được. Người phụ nữ Sanam này, người mà chúng ta đang chơi ván cờ, là người mà anh không thể nào hiểu được đâu. Anh có biết cô ta không? Tôi thì có đó. Chúng ta đang đùa với lửa, Bintu. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Nếu như Jody biết sự thật thì... Lần trước lúc Rodney phát hiện ra sự thật về Sanam thì cô ấy đã suýt mất mạng rồi. Tôi không thể nào để chuyện đó xảy ra một lần nữa đâu. Tôi cần phải chiến đấu một mình. Đây là cuộc chiến mang lại hạnh phúc cho gia đình của tôi. Tôi không thể nào thua cuộc chiến này được. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng chẳng ngại gần gũi với người đàn bà đê tiện Sanam đó, để mà có thể đạt được mục đích của mình đó, Bintu. Bất kể tôi phải trải qua những gì, tôi cần phải loại bỏ Sanam một lần và mãi mãi. Tôi chắc chắn sẽ loại bỏ cô ta. Mẹ, mẹ có tìm thấy manh mối gì về Xích Đa không? Mẹ có thuê người đi tìm anh ấy sao? Jody à? Để bà mở cửa cho. Xin chào thưa bà. Tôi cần gặp Sanam. Nè, sao cô vào nhà mà không xin phép vậy? Nè, nghe tôi nói đây. Xin lỗi, cô là ai vậy? Cô muốn gặp ai? Cô gặp ai vậy? Sanam Patel. Cô ấy đã gọi tôi đến đây. Sao cô lại muốn gặp cô ấy chứ? À, tôi là người chuyên lên kế hoạch cho đám cưới. Đám cưới? Giờ cô đến đây để tổ chức tiệc cưới cho ai vậy? Đám cưới của tôi. Dân, mọi người nghe đúng rồi đó. Đám cưới của tôi. Với tư cách là người thân của con muốn nhờ mẹ làm một việc tốt. Hãy cầm đi thưa mẹ. Đây là thiệp mời đám cưới của con. Xin hãy cất nó trong đền thờ. Mẹ. Jagu. Nào, lại đây ngồi đi con. Nào, Bunty. Bunty à, con biết rất rõ mà. Tình thân là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Và gia đình Khurana luôn tôn trọng tình thân. Vì vậy chúng ta đã từng rất là hạnh phúc. Sau đó có ai đó đã trù yếm nhà chúng ta. Và... cho nên tất cả gia đình... Thôi chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng mẹ biết con và Ritika đã kết hôn trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Mẹ biết điều đó, nhưng mà sau khi dành thời gian với con, mẹ nhận ra rằng con là một chàng trai quả thật rất là tốt bụng. Mẹ à, mẹ thật tốt. Mẹ không biết là con đã từng bị chiều hư như thế nào đâu. Mẹ à, con muốn thay đổi và trở thành một người đàn ông tốt. Có lẽ vì vậy nên mẹ mới nói với con chuyện này. Đây mới là chỉ mới bắt đầu thôi. Và đây là một khởi đầu tốt, Bunty. Mẹ đảm bảo với con rằng mẹ sẽ luôn luôn ủng hộ con. Mẹ sẽ đưa con và Ritika đến với nhau. Và mẹ chắc chắn rằng một ngày nào đó, chàng rể ngọt ngào của mẹ sẽ chinh phục được trái tim cô dâu của mình thôi. Mẹ, con có thể nói với mẹ chuyện này không? Con chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của mẹ. Nhưng hôm nay con có cảm giác rằng con đã có một người mẹ. Con hứa với mẹ con sẽ trở thành một người đàn ông tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Ừ con, cuộc hôn nhân của chúng chỉ có thể lâu bền nếu cô ấy làm được những chuyện gì đó có giá trị. Nói ra thì dễ lắm, nhưng mà để chứng minh bản thân thì rất khó. Ngay khi con làm được 10% những gì mà Xích Đa đã làm, thì ta sẽ đưa con đến với Ritika. Nhưng mà trước hết hãy chứng minh bản thân mình đi đã. Chứng minh rằng con xứng đáng với Ritika. Cậu ấy là con rể của tôi, người đã mất tích cách đây nhiều ngày. Tôi được biết là thầy đã nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó. Dân, đúng vậy. Tôi có bắt gặp cậu ấy một vài lần, nhưng mà tôi không biết gì về cậu ấy. Nhưng thầy hẳn phải thấy cậu ấy gặp ai đó, hoặc là đi cùng ai đó. Hoặc là thầy hẳn phải biết người nào đó biết cậu ấy ở đâu chứ. Chắc thầy phải biết. Dân, nhưng mà có quá nhiều người đến thăm đền thờ mỗi ngày. Tôi không thể nhớ rõ từng người được. Tôi hiểu ý của thầy, nhưng điều này quan trọng với tôi. Vậy nên xin thầy hãy cố nhớ lại xem. Có thể thầy sẽ quen một người nào đó. Được rồi, để tôi nghĩ thử. Nhìn đi, chính là cậu ấy kìa. Cảm ơn thầy rất nhiều. Gặp thầy sau. Xích Đa, Xích Đa, Xích Đa, Xích Đa, nè, dừng lại đi. Nè, Xích Đa, làm ơn ngăn người đó lại. Xích Đa, dừng lại nào. Xích Đa. Xích Đa. Xích, anh có thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ không? Cậu ấy vừa ở đây mà. Nó đi đâu rồi chứ? Anh có thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ không? Cậu ấy vừa đi ngang đây. Này, nhìn ảnh đi nào. Có thấy không? Không, mới đi ngang qua đây mà. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà không phải bây giờ. Con rất muốn ôm mẹ lắm. Con cũng muốn chạm vào chân mẹ và xin mẹ ban phước lành cho con. Nhưng mà không phải lúc này. Không phải lúc này đâu. Con vừa bước những bước đi đầu tiên trong cuộc chiến với Sanam. Trước mắt vẫn còn cả một chặng đường dài để mà con có thể đạt được mục tiêu nữa. Nhưng con cần phải xuất hiện một lần. Con cần phải mang cho mẹ hy vọng rằng mọi thứ vẫn ổn. và gia đình của chúng ta sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. Con không muốn mọi người phải buồn. Tôi nghĩ là cô đúng. Chúng ta sẽ tổ chức lễ vẽ henna và lễ Sangeet sau lễ Hadi. Cô đã nghĩ đến nơi tổ chức chưa? Dạ rồi thưa cô. Hello, chờ đến khi nào? Jagu, em yêu. Chồng em thật là xinh đẹp. Anh đã ở đâu vậy? Chồng anh rất là mệt mỏi. Thành phố Mumbai này có khác gì một đấu trường đấu vật đâu chứ. Đến người nhiệt huyết nhất cũng kiệt sức. Xem là nghĩ nhiều chứ. Nhắm mắt lại đi. Nào, nhắm mắt lại. Được rồi, để em nhắm. Em mở mắt ra được chưa? Chưa, đợi đã. Nào, mở mắt ra đi nào. Được rồi. Raghu, anh ra ngoài để mua chiếc nhẫn này cho em đó. Thấy thế nào? Nó rất là đẹp. Đây, đeo vào tay cho em đi. Anh không đeo nó vào tay em dễ dàng như vậy đâu. Tại sao anh phải đeo cho em vào lúc này chứ? Anh sẽ làm điều đó trong một buổi lễ hoành tráng. Khi thời điểm thích hợp đến, anh sẽ đeo nó vào tay em một cách tự hào trước mặt rất là nhiều người. Và mọi người nên biết là khi một người yêu như anh đính hôn với bạn gái thì anh sẽ không tiếc công sức để biến dịp đó trở nên đáng nhớ. Anh sẽ khiến cho điều đó trở nên hoàn mỹ nhất. Cho nên em hãy chờ đi. À, em quên nói với anh. Cô ấy chính là người tổ chức đám cưới cho chúng ta. Cô ấy sẽ lên kế hoạch cho tất cả các sự kiện trong đám cưới, bao gồm của Sangeet, Handi và tiệc chính. Nghe nè, em đang nghĩ chúng ta nên tổ chức lễ Handi và Henna ở đây. Chúng ta sẽ trang trí toàn bộ nơi này bằng hoa cưới. Anh nghĩ như vậy có thích hợp hay không? Em thích gì cũng được, em yêu. Anh biết không, lễ cưới của chúng ta sẽ là lễ hoành tráng nhất từ trước đến nay. Em rất là háo hức. Cô có thể đi được rồi. Tôi muốn dành thời gian với người yêu của tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn cô. Anh cảm nhận được không khí ở đây đang trở nên lãng mạn hơn rồi. Dường như mặt trăng sẽ xuất hiện và khiến khuôn mặt của em tỏa sáng. Em sẽ xinh đẹp hơn bao giờ hết. Bầu không khí vào ngày cưới của chúng ta sẽ thật là tuyệt vời. Anh muốn em rạng rỡ vào ngày hôm đó. Jagu à. Nè Rodney, cô bị làm gì vậy? Cô đang làm gì vậy? Đừng làm vậy mà, trông không ổn một chút nào đâu. Tôi sắp kết hôn rồi mà. Chuyện gì với cô vậy hả? Bây giờ tôi thuộc về người khác mất rồi. Ôi thần linh ơi. Hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó ở đây. Có phải là chập điện không vậy? Ồ, phải rồi. Cô đang ghen. Jagu. Jagu. Ôi, tôi quả thật rất là may mắn. Cô không muốn để tôi đi. Và Sanam cũng muốn tôi ở bên cạnh cô ấy. Ngày nào cũng như thế này thì tốt biết bao nhiêu. Hôm nay quả là một ngày rất tuyệt vời đó. Đừng quá tỏ ra là người anh hùng. Anh nghĩ anh là ai vậy chứ? Hả? Tôi chẳng nghĩ tôi là gì cả. Tự cô nói tôi là anh hùng mà. Là anh hùng, Raghu. Cô nên tránh xa tôi ra đi. Nếu cô đến gần tôi thì tôi chắc chắn với cô là cô sẽ yêu tôi đó. Chắc chắn là như vậy luôn. Raghu, nghe nè. Anh thấy đó. Tôi biết là anh không hề yêu Sana một chút nào. Vậy tại sao anh phải giả vờ chứ? Dạ, tại sao cô tỏ ra hiểu tôi? Raghu, ban đầu thì cô tin rằng tôi là Xích Đa. Và bây giờ cô lại chắc chắn là tôi không yêu Sanam. Cô nuôi tôi lớn hả? Sao cô lại hiểu tôi? Tại sao cô lại hiểu tôi đến như vậy chứ? Jagu, tại sao anh lại làm như vậy? Cô có muốn biết không? Có. Đến gần tôi đi. Đến gần hơn. Gần hơn một chút nữa. Lại gần đến mức không còn khoảng cách giữa hai chúng ta. Jagu, mở cửa nào. Ôi không, sao cô lại gần tôi đến như vậy chứ? Tôi chỉ gọi cô một câu mà cô đã dán vào tôi như kiểu là chờ tôi vậy. Nếu cô yêu tôi thì tại sao cô không thổ lộ tình cảm? Tôi đã cầu hôn cô rồi mà. Cô đã có cơ hội khiến tôi thuộc về cô mãi mãi. Tại sao cô lại để tôi ra đi? Cô đã có cơ hội có được người đàn ông đáng mơ ước nhất mà. Nhưng mà cô lại đã bỏ lỡ tôi rồi. Ngày Xích Đa trở về, anh ấy sẽ đuổi tất cả các người ra khỏi đây. Và sau đó tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Đây không phải là phim thưa cô. Người ta sẽ không bao giờ trở lại từ cõi chết đâu. Xích Đa sẽ không bao giờ trở lại. Và nếu như có ai đó thay thế anh ta, người đó chính là tôi. Anh nằm mơ đi. Raghu, Raghu nè, sao em ướt quá vậy? Em vẫn ổn chứ? Nói thật cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra bên trong căn phòng đó vậy? Đừng vô cớ làm ầm lên. Em hy vọng anh là Raghu chứ không phải là Xích Đa. Ôi không, Sanam, đừng nghi ngờ như vậy chứ. Đúng, anh là Raghu. Thôi được rồi, nếu như anh là Raghu thì anh hãy chứng minh đi. Như thế nào? Hãy hôn em đi. Cái gì? Em nói là hãy hôn môi em đi. Cái quái gì? Em đang nói gì vậy Sanam? Em nên đợi đúng thời điểm rồi mới thân mật chứ. Sanam mà anh không hiểu. Sanam, Sanam, anh không yêu em sao hả Raghu? Sanam, anh không thấy em xinh đẹp sao? Sao? Bây giờ người phụ nữ xinh đẹp này đang yêu cầu anh hôn cô ấy đó. Sanam à, sao vậy Raghu? Sao anh lại sợ chứ? Hôn em đi nào. Ôi, trước đây anh chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ nhiều như thế này. Vậy thì bây giờ thì thôi nào Raghu. Anh thì ngại ngùng, nhưng mà em thì không đâu. Và hôn em một lần cũng chẳng đưa anh xuống địa ngục đâu. Đúng vậy, khi chúng ta kết hôn xong, chúng ta chắc chắn sẽ thân mật. Để em hôn anh cho. Sanam. Nè, khoan đã. Mẹ là thần linh, sao mẹ biết con đang gặp rắc rối vậy? Mẹ đến thật đúng lúc. Ý con là sao mẹ lại phá hỏng khoảnh khắc này chứ? Mẹ à, con đang rất là hạnh phúc. Vậy sao? Nhưng con đang làm gì vậy? Chuyện đó là sao? Sao con lại hôn cô ta? Tại sao? Mẹ không hiểu. Sanam muốn như vậy. Mẹ nghe nói con sắp kết hôn. Nghe mẹ nè, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận Rodney làm con dâu của mẹ đâu đó. Mẹ không thích cô ta chút nào. Cho nên con đừng có làm quá lên. Mẹ à, con cũng thích cô ta đâu chứ. Sao con có thể thích cô ta khi mẹ không thích được chứ? Con đang nói về người phụ nữ độc ác. À, con đang nói về người yêu của con. Là cô ấy sao? Con không nói về mụ phù thủy đó, con đang nói về người phụ nữ thanh lịch, lịch sự này. Và duyên dáng, cô ấy sẽ là con dâu của mẹ đó. Thật sao? Phải. Cô ấy rất là thanh lịch, đúng. Cô ấy mặc sari nè, đúng. Cô ấy rất là lịch sự, đúng vậy. Được rồi, để mày xem cô ấy kỹ một chút. Ồ, ui, cô ta có thực sự thanh lịch không vậy? Đây là kiểu thanh lịch gì chứ? Cô làm gì mà lại tự sát vào con trai của tôi? Mẹ biết cô ta định làm gì rồi. Nếu cô ta gần gũi với con thì cô ta có thể là mang thai đó. Cho nên con không thể nào mà gần gũi với cô ta như vậy được. Thôi nào mẹ, hôn con sẽ không khiến cô ấy mang thai được đâu. Mẹ à, con thật ngại quá đó. Sao mẹ có thể nói những lời như vậy với con trai của mình chứ? Nè, im đi nào. Được rồi, mẹ muốn biết một chuyện. Nếu cô ta thanh lịch đến như vậy thì bảo cô ta chạm vào chân của mẹ đi. Đi, chạm vào chân của mẹ anh đi. Đúng, làm đi. Em, nhìn kìa, cô ta còn nhìn mẹ chằm chằm nữa. Nếu con bảo cô ta hôn thì hẳn là cô ta hồ hởi lắm. Được vậy, vậy hôn mẹ đi. Vậy hôn mẹ đi, đúng đó. Con đang bảo cô ấy chạm vào chân của mẹ mà. Nè, nhìn cô ta đi, không hề nhúc nhích một chút nào. Tôi đang bảo cô chạm vào chân tôi. Nè, đợi đã. Đây đâu phải là cách làm đúng đâu. Cô phải trùm khăn lên đầu rồi mới chạm vào chân tôi. Hành xử như là một cô con dâu chuẩn mực đi. Làm đi nào. Tốt lắm đó. Ôi, thần linh phù hộ cho cô. Ôi giỏi quá, cô ấy mong manh quá. Đúng vậy, rất mong manh. Cô ấy cần phải thật khỏe mạnh mới được làm con dâu của mẹ. Cô ấy phải uống 2-3 lít sữa vào, ăn hạnh nhân và trái cây sấy nữa. Nếu không thì sao sinh được cho con 3-4 đứa được đây. Đúng không nào con trai? Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Người ta có đẻ hết một lúc như vậy được đâu chứ. Mẹ không có ý đó. Chúng sẽ lần lượt ra đời thôi mà. Thôi đừng lo về điều đó. Giờ có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ huấn luyện cô ấy trở thành con dâu lý tưởng. Bây giờ hãy sẵn sàng để mà trở thành con dâu của mẹ được chứ. Ôi, nói nhiều như vậy mẹ quên mất chuyện quan trọng. Vì vậy tôi để vali của tôi ở gần lối vào. Cô đi lấy nó lên đây. Cô làm việc đó được không? À, và nghe nè, cô đừng quên trả tiền cho người gác cổng nữa đó. Nãy tôi vay anh ta một ít tiền để mà trả taxi. Chúng ta phải trả lại tiền cho anh ta, được không nào? Còn gì nữa không? Không, vậy đủ cho ngày hôm nay rồi. Vậy con đi nha. Ừ. Thôi được rồi, để mẹ đi xem xung quanh nha. Mẹ đi đi. Được rồi. Sẽ rất vui đó, Sanam mà. Sanam, bây giờ thì trò chơi mới bắt đầu. Nếu tôi không hành hạ cô ra trò thì tôi không thể tự nhận là con rể của gia đình Ba Theo được đâu. Tôi chắc chắn sẽ khiến cho cô khóc thét mà thôi. Nào, đem vào trong này. Cẩn thận không hỏng hết quần áo bây giờ đó. Ôi nặng quá. Thì sao chứ, để nó xuống đi nào. Nào, bây giờ mở nó ra. Làm ơn hãy cẩn thận. Lấy hết quần áo ra. Đúng. Nghe nè, chỗ quần áo này bẩn hết rồi. Tôi sẽ giặt quần áo ở cái ao này. Còn nữa, tôi sẽ giặt tay. Được chưa nào? Đây không phải là ao mà là... Đây là hồ bơi mà. Cho nên không thể nào giặt quần áo ở đây được. Cái gì? Hồ bơi sao? Hồ bơi. À được rồi. Cũng giống như là một cái ao mà thôi. Được rồi, chuẩn bị giặt quần áo đi. Đi lấy xà phòng, chậu giặt, bột giặt ở phòng tắm của cô đi. Và lấy tất cả ra đây. Con sao? Tất nhiên, còn ai vào đây nữa chứ. Tôi chẳng quen ai ở đây cả. Cho nên chỉ có cô giúp được tôi mà thôi. Đi nhanh lên đi nào. Nhanh đi. Vậy để con đi. Nhanh lên. Dạ đây. Cô đưa cho tôi làm gì? Nào, giặt quần áo đi. Nào, múc nước từ cái ao này và giặt quần áo cho tôi. Dì muốn con làm việc này sao? Đúng. Không cô thì ai? Tôi sẽ dạy cô cách giặt quần áo. Nào, múc nước từ ao lên. Làm việc đó đi nào. Làm nhanh đi. Nhìn kìa, Jagu đến rồi. Mẹ à, mẹ đó quấy làm gì vậy? Quấy giặt quần áo bằng đôi tay mềm mại sao? Tốt, tốt lắm đó. Tốt lắm, quấy có vẻ khá giỏi việc đó. Giỏi lắm đó Sanam. Sanam, nghe anh nè. Anh biết là chuyện này rất là khó khăn đối với em. Nhưng mà em cũng phải sẽ làm thôi. Em cần phải gây ấn tượng với mẹ của anh mà. Bà ấy là người hơi bảo thủ. Và một điều nữa là vì em quá cưỡng hôn anh nên là mẹ anh sẽ không thích đâu. Vậy nên bà ấy mới bắt em làm những thứ này. Nè, đừng thì thầm với cô ấy nữa. Để cô ấy tập trung giặt đồ đi. Đứng dậy nào, đừng ngồi đó nữa. Mẹ à, con sẽ cưới cô ấy đó. Xin mẹ hãy hiểu cho. Mẹ đều hiểu mà. Đúng, giặt đồ tiếp đi. Rodney à? Rodney con đâu rồi? Rodney, Rodney. Giờ thì giặt lại bằng nước và vắt cho ráo nước hết đi. Đây nhìn tay tôi nè. Cô nên làm như thế này nè. Đó, như thế này nè. Bây giờ đến cả mẹ của Raghu cũng đến ở trong căn nhà này rồi sao? Thật là thú vị. Bà ta đang sai Sanam làm việc sao chứ? Không tệ đâu. Cuộc đời đối xử với người ta theo cách họ xứng đáng mà. Đúng đó mẹ. Mẹ đang rất là tận hưởng đây. Một niềm vui rẻ tiền. Nhưng mà cảnh tượng đó thật tuyệt vời. Dì nói là dì sẽ tự giặt quần áo mà. Ý cô là gì? Tôi đã giặt quần áo của tôi rồi. Nhìn cô ta xem, cô ta đang nói gì vậy? Tôi đã chỉ cô cách làm rồi. Tôi dặn cô múc nước từ ao rồi cho bột giặt vào. Rồi tôi còn chỉ cô chà chà xà phòng lên quần áo nữa. Tôi đã bỏ công sức vào đó rồi còn gì. Vậy mà cô ta chẳng hiểu. Nào nói đi. Đúng đó, chuyện đó tốn sức mà. Ai nói cô ta hiểu đây chứ. Giờ cô nên làm gì? Giờ thì phải phơi khô quần áo. Ở đằng kia kìa. Đi đi, tôi sẽ chỉ cho cô cách làm. Đúng. Ôi thần linh ơi. Mẹ thật sự rất là mệt mỏi. Cổ họng của mẹ bắt đầu đau rát sau khi phải đói nhiều như thế này. Nè Jagu à, con có đói không vậy? Con lúc nào cũng đói. Con dâu à, chúng ta đã làm việc rất là chăm chỉ. Đến cả Jagu cũng kiệt sức rồi nên hai ta cảm thấy đói rất là nhiều. Dạ, chúng ta hãy đi ăn gì đó đi. Làm gì có gì mà ăn. Cô phải nấu trước đã rồi chúng ta mới có cái để ăn chứ. Sanam, xem tôi biến cuộc sống của cô trở thành địa ngục như thế nào. Nhớ đó, tôi là Xích Đa Khurana. Ôi, ôi, thật là kinh tởm mà. Ôi không, thôi nào, chỉ là một tiếng ở thôi mà. Có gì sai đâu chứ. Tôi có thể nói điều này không? Chắc là bà sẽ cảm thấy rất là tệ đó. Nhưng mà Siddharth Khurana chết đi là chuyện tốt. Nếu anh ta còn sống thì anh ta cũng phải tự dẫn sau khi nghe lời mỉa mai của bà đó. Đừng phản ứng làm gì. Không cần thiết đâu. Nếu con ném đá xuống bùn thì con cũng sẽ dính bẩn đó. Hãy quên chuyện đó đi. Đi thôi. Cậu có thể tiếp tục ở sau khi chúng tôi đi. Đi nào. Mẹ à. Mẹ cứ đi đi mẹ à. Ôi. Mẹ, con cũng biết mẹ sẽ nói gì với con gái của mẹ mà. Mẹ đã nhìn thấy Xích Đa. Cậu ấy đứng ngay trước mặt của mẹ. Mẹ đã đuổi theo cậu ấy. Mẹ gọi tên của cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy đột nhiên biến mất ở trong đám đông. Nhưng mà sự thật là Cậu ấy sẽ quay trở lại thôi. Quan trọng là cậu ấy còn sống. Mẹ đã nhìn thấy một tia hy vọng rồi. Nghiêm túc mà nói thì mẹ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Cho nên con đừng lo lắng gì cả. Con chắc chắn sẽ gặp lại cậu ấy mà thôi. Có thật không mẹ? Mẹ ơi con vui lắm. Xích Đa ơi. Mẹ. Cô đang làm gì ở trong phòng tôi vào giờ này vậy hả? Tôi biết là tôi đẹp trai và trẻ trung, đừng hiểu lầm tôi mà. Được rồi, tôi thấy anh đang nhìn lên trời và có vẻ đang suy nghĩ gì đó cho nên tôi đến đây. Nhưng mà ý tôi là tại sao chúng ta phải thì thầm như vậy chứ? À, mẹ của tôi đang ngủ. Nếu chúng ta nói to thì bà ấy sẽ thức giấc đó. Tại sao cô lại đến đây vậy? Tôi chỉ muốn nói với anh rằng chúng ta nên bỏ qua những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Tôi biết anh không phải là người xấu. Anh chỉ hơi ồn ào thôi. Anh là một kẻ lừa đảo, thô lỗ và hoang dã. Và anh là một thằng ngốc. Anh cực kỳ ngớ ngẩn. Anh chẳng có chút phép tắc nào. Nhưng mà tôi vẫn thấy anh là người tốt. Vì vậy tôi muốn cho anh một lời khuyên. Sanam, cô ta không phải là người tốt đâu. Tôi hy vọng là anh sẽ hiểu những gì mà tôi vừa nói với anh. Anh có thể suy nghĩ lại, được không? Tôi cũng cảm thấy là cô đang nói đúng. Tôi cũng đã thích cô. Thực tế là tôi thích cô rất là nhiều. Tôi thậm chí còn muốn cầu hôn cô. Nhưng cô không chỉ từ chối lời cầu hôn của tôi mà cô còn xúc phạm tôi trước mặt mọi người. Cô đã tát tôi trước mặt tất cả mọi người. Đừng lo, không sao. Không sao đâu. Nhưng bây giờ cô lại không muốn tôi kết hôn. Như vậy là sao? Không. Tôi biết cô là một người tốt. Tuy nhiên cô lại là một người rất điên rồ. Cô cũng là một kẻ ngốc. IQ của cô quả thật quá thấp. Cô không biết trí thông minh là gì cả. Và thái độ của cô thì còn hơn như vậy. Nếu cô ở trong làng chúng tôi thì người ta sẽ gọi cô là một mụ phù thủy. Nhưng mà cô là một người tốt. Cô có một trái tim rất nhân hậu, cho nên không tính. Ồ, được rồi. Tôi có nên coi đó là lời khen hay là lời xúc phạm? Tôi đang đối xử với cô giống như cách cô đối xử với tôi. Cô có thể hiểu theo cách cô muốn mà. Không có sao đâu. Thật sao? Đây là lý do tại sao tôi thấy anh là một thằng ngốc. Tôi đã cho anh lời khuyên thật lòng, nhưng mà anh chẳng chú ý đến nó. Anh chỉ nghĩ đến bật lại và trả đũa lại tôi, phải không nào? Đúng. Cô nói đúng. Thôi quên đi. Tôi vẫn sẽ cho anh lời khuyên đó. Anh là người tốt. Và Sanam không xứng đáng với anh. Cô ta không phải là người tốt đẹp gì cả. Anh xứng đáng với người tốt hơn. Tôi có thể hiểu rằng cô rất là bận tâm đến tôi. Cô quan tâm đến tôi nhiều đến như vậy. Nhưng mà tại sao? Tôi là gì với cô chứ? Rodney đang làm gì trong phòng Jagu vào giờ này vậy? Mình hy vọng là Jagu không lừa dối mình. Nếu anh ta là Xích Đa thì sao? Mình bối rối quá đi. Jagu đang lừa dối mình sao? Làm sao để biết anh ấy là Xích Đa hay Jagu đây? Đúng rồi. Nếu anh ta là Xích Đa thì anh ta phải có một vết thương đạn bắn trên người. Một vết sẹo nặng như vậy không thể nào dễ dàng mờ đi. Mình phải bắt anh ta cởi áo để mà kiểm tra mới được. Jagu à, nè Sanam, Em đang làm gì vậy? Sao vậy Raghu? Sao em không được ôm anh chứ? Em thực sự rất muốn được ôm anh. Em muốn cảm nhận anh mà. Sanam à, làm ơn, nghe nói nè. Chúng ta sẽ sớm kết hôn mà. Sẽ sớm thôi. Nào thôi nào, chúng ta sẽ sớm kết hôn mà Raghu. Sanam đừng làm như vậy. Truyền thống Ấn Độ không cho phép chúng ta thân mật trước hôn nhân đâu. Em không hiểu điều đó sao? Raghu, anh đang nói gì vậy? Sanam à, xin hãy cố hiểu cho anh đi. Mẹ anh đang ở ngay bên ngoài. Sẽ không ai vào đây được đâu. Đừng lo chuyện đó. Sanam, làm ơn dừng lại đi. Hãy hiểu cho anh đi nào. Chúng ta nên cư xử cho phải phép. Chúng ta không nên làm như vậy trước khi kết hôn. Raghu à, Sanam làm ơn dừng lại đi. Xem không chịu hiểu chứ. Anh ngại lắm đó. Anh không thể thay đổi trước mặt em. Sanam. Ôi không. Nè nghe anh nè. Khi chúng ta kết hôn thì chúng ta có thể. Raghu, em không đợi đến ngày kết hôn nữa rồi. Ôi thần linh ơi, em đã bị ướt hết rồi.